Chào quý vị đang theo dõi những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, cả thế giới đang chấn động trước sự ra đi đột ngột của cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Và ngay lúc này, quá trình điều tra vụ án vẫn đang diễn ra. Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã khám xét nhà ở của nghi phạm ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe. Cảnh sát khám nhà nghi phạm ám sát ông Abe. Theo các đoạn phim được NSK công bố, các nhân viên cảnh sát mặc áo giáp Đội mũ phòng hộ và mang theo lá chắn bảo hộ, xông vào một tòa nhà được cho là nơi ở của nghi phạm người đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc. Giới chức địa phương cho biết, nghi phạm có tên là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, một cư dân của thành phố Nara, Nhật Bản. Yamagami từng là thành viên lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trong giai đoạn 2002-2005 nghi phạm tuyên bố ông bất mãn với ông Abe và muốn ám sát cựu thủ tướng. Vụ việc xảy ra vào hồi 11 giờ 30 giờ địa phương, theo tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno. Một nữ sinh trung học 17 tuổi ở Nara, người đang xem bài phát biểu của ông Abe từ tầng 4 của một trường học gần đó, nói với Asahi rằng một người đàn ông đã đi đến từ phía sau chính trị gia này và nổ súng. Trong một video do nhân chứng quay lại tại hiện trường và được Asahi công bố, cựu thủ tướng không ngã gục sau phát súng đầu tiên, có thể thấy khói bốc lên từ khẩu súng. Đáng chú ý, một góc quay mới được công bố ghi lại rõ nhất mọi động tĩnh của nghi phạm trong vụ nổ súng vào cựu thủ tướng Nhật Bản. Video được quay ngay trước khi cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu bài phát biểu trên đường phố ở thành phố Nara, tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản. Trong video nghi phạm Yamagami Tetsuya tiến tới từ phía sau ông Abe. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Tetsuya giơ súng lên và bắn phát đầu tiên, phát thứ hai sau đó chừng 3 giây. Giới chức địa phương cho biết, ông Abe bị trúng đạn vào cổ phải và ngược trái. Ông Seigo Yasuhara, một quan chức thuộc Sở Cứu Hỏa thành phố Nara cho biết, ông Abe bị ngừng tim, bất tỉnh và không có dấu hiệu sinh tồn ở thời điểm ngay sau vụ tấn công. Sau đó, ông được xe cấp cứu chở đến một trực thăng y tế để được chuyển tới Bệnh viện Đại học Inara. Nghi phạm không cố bỏ chạy và bị các nhân viên an ninh của ông Abe khống chế. Tetsuya bị giam giữ sau đó. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Abe không qua khỏi vì vết thương quá nặng và mất nhiều máu. Theo các bác sĩ cấp cứu cho cựu thủ tướng Nhật Bản, ông Abe trút hơi thở cuối cùng vào chiều mùng 8 tháng 7 ở tuổi 67. Bác sĩ Hidetaya, Fukushima của bệnh viện đại học Inara, tỉnh Nara, nơi cựu thủ tướng Shinzo Abe được chữa trị xác nhận. Cựu thủ tướng Shinzo Abe đã qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút giờ địa phương do mất máu sau khi bị bắn. Theo bác sĩ Fukushima, ông Abe có hai vết thương do súng bắn ở cổ và bị vỡ mạch máu tim. Các nhân viên y tế không thể cầm máu cho ông Abe, vì thế nguyên nhân tử vong dường như là do mất máu. Sau quá trình thẩm vấn với lời khai rằng không hài lòng với cựu thủ tướng Abe nên có ý định sát hại chính trị gia này, nghi phạm Yamagami đã bất ngờ thay đổi lời khai với các nhân viên điều tra. Truyền thông Nhật dẫn các nguồn tin cho biết, nghi phạm khai với cảnh sát rằng mục tiêu vụ tấn công không phải là cựu thủ tướng Shinzo Abe. Báo Nhật, nghi phạm khai định bắn người khác không phải ông Abe. Theo tờ Mainichi, nghi phạm ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe liên tục khai rằng mục tiêu người này nhắm tới không phải là ông Abe. Nghi phạm được xác nhận là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cư dân sống tại thành phố Nara, người này bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Nghi phạm hiện bị giam giữ tại sở cảnh sát thành phố Nara. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm liên tục nhắc tới tên của một nhóm tôn giáo. Nghi phạm nói tôi định nhắm vào quan chức cấp cao của nhóm tôn giáo này. Tuy nhiên, quan chức thuộc nhóm tôn giáo mà nghi phạm nhắc tới không có mặt ở hiện trường vụ việc trong ngày 18 tháng 7. Nghi phạm cũng cung cấp những lời khai vô nghĩa khác. Nhà chức trách đang điều tra để xác nhận nghi phạm có đủ năng lực hành vi để bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Sự quanh co trong lời khai của đối tượng cho thấy thái độ thiếu thành khẩn và gây cản trở quá trình điều tra ngay sau vụ tấn công nhằm vào cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nội các Nhật Bản đã nhóm họp khẩn cấp để bàn biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử thượng viện sắp tới. Nhật Bản tăng cường an ninh sau vụ tấn công cựu thủ tướng Shinzo Abe. Tại cuộc họp nội các, thủ tướng Kishida Fumio đã chỉ thị thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử thượng viện sắp tới. Nhiều người hy vọng các biện pháp mới sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tái diễn của các vụ tấn công tương tự. Khi chỉ còn hai ngày nữa, cử tri Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu để bầu các thành viên mới cho thượng viện. Ngay sau khi nhận được tin về vụ tấn công, thủ tướng Kishida đã rời tỉnh Yamagata, nơi ông đang vận động tranh cử để quay về thủ đô Tokyo vào đầu giờ chiều. Theo thông tin xác nhận từ bệnh viện đại học Inara, cựu thủ tướng Abe đã qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút chiều 8 tháng 7. Sự kiện này đã gây chấn động đất nước mặt trời mọc, vì Nhật Bản là một trong những nước có quy định khá nghiêm ngặt về việc sở hữu và sử dụng súng đạn, và vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm cuộc bầu cử thượng viện. Từ các chính trị gia và lãnh đạo kinh tế cho tới những người dân thường ở nước này đều tỏ ra bàng hoàng trước vụ tấn công. Thủ tướng Kishida đã lên án vụ tấn công nhằm vào cựu thủ tướng Abe, trong khi chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno khẳng định sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động tàn ác nào. Cùng với ông Matsuno, nhiều thành viên trong đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền và đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản CDPG đối lập đã lên án vụ tấn công và tuyên bố không dung thứ cho bạo lực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giới doanh nghiệp Nhật Bản cũng không khỏi chấn động, nhất là khi ông Abe chính là cha đẻ của các chính sách kinh tế Abenomics, vốn đã mang lại cho Nhật Bản giai đoạn tăng trưởng liên tục dài nhất trong thời hậu Thế chiến thứ hai. Trao đổi với các phóng viên ở tỉnh Nagano, ông Kengo Sakurada, Chủ tịch Hiệp hội các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản, Keiza Doyukai cho rằng vụ tấn công nhằm vào cựu thủ tướng Abe là thách thức nghiêm trọng, là hành động không thể tha thứ. Người dân trên khắp Nhật Bản, nhất là ở tỉnh Yamaguchi, khu vực bầu cử của cựu thủ tướng Abe cũng bị sốc trước thông tin trên. Vụ việc cũng khiến nhiều nhà lãnh đạo và giới chức ngoại giao trên thế giới bất ngờ và bàng hoàng. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết rất sốc khi nghe thông tin về vụ việc, đồng thời tuyên bố liên minh quân sự này sát cánh với Nhật Bản và chính phủ nước này dưới thời đương kim Thủ tướng Kishida Fumio. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cùng ngày cũng đã bày tỏ kinh hoàng trước vụ tấn công nhằm vào cựu lãnh đạo Nhật Bản. Phát biểu họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này bàng hoàng trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình ông Abe. Ông Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, sinh ra trong một gia đình chính trị nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông, bố và chú của ông đều là những người giữ các vị trí lớn trong chính trường Nhật Bản. Theo Straits Times, ông abe có lẽ được biết đến nhiều nhất với kế hoạch hồi sinh nền kinh tế nhật bản thông qua cải cách quy định và nới lỏng tiền tệ chưa từng có xin được gửi lời chia buồn trước sự mất mát quá lớn của đất nước và người dân nhật bản gây ra vụ ám sát kinh hoàng nhắm vào vị cựu thủ tướng nhật nghi phạm sẽ phải trả một cái giá đắt cho hành vi của mình những thông tin tiếp theo về quá trình điều tra nghi phạm này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật nếu đây là tin tức mà bạn đang quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.